Sản phẩm tiếp theo cũng mang thương hiệu Sun House mà Mạnh Dũng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay là quạt phun sương SHD 7818 và quạt phun sương SHD 7819. Quý vị và các bạn biết không, trong những ngày hè nắng nóng sắp tới thì nhà nhà, người người đều nghĩ phải làm cách nào để có được một bầu không khí mát lạnh trong nhà. Nhưng mà nghĩ đến thôi cũng thấy lo lắng rất nhiều rồi, đúng không Mạnh Dũng? Đúng rồi, ví dụ như là chi phí ban đầu quá lớn cho một chiếc điều hòa, mua một chiếc quạt thông thường thì vẫn không xua tan được cái nóng oi nồng, hoặc có thể dùng điều hòa thì cũng bị khô da, đúng không nào? Ừ, chính xác là như vậy. Nhưng mà nay thì chỉ với chiếc quạt phun sương của Sun House thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Quạt phun sương Sun House với chế độ tạo ra hơi nước và phun sương với độ ẩm vừa phải sẽ làm dịu ngay cơn nóng của quý vị, mang lại một bầu không khí trong lành, thoáng mát và vô cùng dễ chịu. Chỉ cần đổ nước vào khoang chứa nước, hệ thống ống dẫn sẽ tạo ra hơi nước. Hoặc có thể sử dụng quạt phun sương Sun House như một chiếc quạt tạo gió thông thường. Với chức năng tạo ion ngầm làm trong lành bầu không khí, sản phẩm rất thích hợp dùng cho những gia đình có trẻ. Về đêm, quý vị có thể đặt chế độ hẹn giờ 40 phút. Đặc biệt, quạt phun sương Sun House còn có chức năng photocatalyst. Chức năng này có tác dụng phân hủy các chất độc hại và hợp chất vô cơ trong không khí, kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn gây hại và hoạt động của virus. Chức năng làm cho không khí trong lành và khử mùi. Chất liệu làm bằng nhựa ABS không tạp chất, đạt tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Sẽ có quý vị lo lắng liệu chiếc quạt phun sương này sẽ gây ẩm và ảnh hưởng đến đồ gia dụng trong phòng của mình như thế nào. Vậy thì quý vị hãy cùng theo dõi MC Lan Hương làm một vài thí nghiệm rất đơn giản sau nhé. Bây giờ thì Lan Hương sẽ để tay trước màn phun sương của quạt. Và sau một thời gian, Mạnh Dũng hãy quan sát. Và xin mời quý vị hãy cùng ta quan sát tay của Lan Hương ạ. Quý vị có thấy không ạ? Khi tay của Lan Hương để một thời gian rất lâu và rất sát màn sương, nhưng trên bàn tay của Lan Hương vẫn không hề đọng lại một chút nước nào cả. Hay là chúng ta có thể làm thêm một thí nghiệm nữa, đó chính là để một mảnh giấy rất mỏng trước màn sương. Và cũng sau một thời gian thì Mạnh Dũng hãy quan sát, chiếc giấy không hề bị ẩm. Không sợ ẩm gây hỏng đồ nội thất gia dụng, không sợ không khí bị ẩm quá gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Và một vấn đề mà gia đình nào, cha mẹ nào cũng đều lo lắng cho sức khỏe của trẻ nhỏ khi bật điều hòa trong những ngày nắng nóng. Vậy thì chiếc quạt phun sương Sun House này sẽ là sự thay thế rất thích hợp, hoặc quý vị có thể sử dụng kết hợp với chiếc quạt này với điều hòa. Có sự hỗ trợ đắc lực của quạt phun sương Sun House này thì quý vị cũng như mọi thành viên trong gia đình sẽ không còn sợ bị khô da khi sử dụng điều hòa nữa. Đặc biệt là quạt được thiết kế với màn hình LED hiển thị bằng ánh sáng, có điều khiển từ xa. Chân quạt có bánh xe dễ di chuyển nên rất thuận tiện cho mọi lúc mọi nơi và mọi không gian trong ngôi nhà thân yêu của quý vị. Sẽ có hai lựa chọn cho quý vị: quạt phun sương SHD 7818 màu đỏ sang trọng và quạt phun sương màu trắng trang nhã 7819. Còn chần chờ gì nữa, quý vị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện ngay đến hai số điện thoại quen thuộc của TV Shopping để mua cho mình sản phẩm nồi áp suất Sun House và chiếc quạt phun sương Sun House. Sự hài lòng và niềm vui của quý vị khi sử dụng đồ gia dụng mang thương hiệu Sun House chính là phương châm của chúng tôi. Cuối cùng xin kính